Rồi bắt đầu tính giờ nha các bạn, chuẩn bị đi. Mày đổ một 30 mặt mà mày cũng ra được một nữa hay chứ. 52 ngựa cầm 30 em đi sau. Ok, từ bạn nào đi trước cho mình mượn hen. Rồi, mời bạn.
điểm. Ban rưỡi đúng không? Mở cái app tính điểm lên. Trước em mới tải xuống nó chưa hiện. Giờ có cái này, giờ này đợi. Xóa là cũ rồi. Lấy em tải xong. Sao vậy, xóa hả? Xóa tải lỡ, con bữa lỡ tay xóa. Sĩ Đức mất 49 luôn, 33 như thế. Tôi sẵn này đúng cấp luôn thôi. Tôi sẵn mất công lại thì các bạn kêu là nó chỉ nó nổ liên tục, không bỗng kê được.
bên bên hông là được hả? Thank you.
hiện cho mọi người. Thank you.
tí một bước thì tao lùi một bước. Đánh đi. Đó, hai thanh niên sau khi em báo ống tên thì tuyên bố thằng kia kêu kia đánh đi. Ủa anh sẽ đéo nào em báo ống tên. Báo ống tên. Em mấy tên rồi? Trời đéo được nè. Em ba tên rồi. Ừ. Ok, mày kêu lắng tao lắng. Sưng luôn. Sưng luôn rồi, sưng. Tên. Nó lại chim đóng tấm hài nữa. Đâu quá đâu. Mạnh. À, cái này cũng tấu hài luôn á. Anh có số best McLaren. Ai đồ quá. Cái lô gì vậy? Best McLaren. Không phải là được chào. Em tên rôn rớt cả. Chơi được rồi. Quan trọng là kia chơi không thôi. Được không? Có lên mòn hả? Ba ông tên đâu thủ xuân no more maxi này cái chồng là chiếc hồng thủy.
người. Vậy là sĩ Đức của Nguyên thắng 2-1.